như các bạn cũng đã biết, Disney và Pixar cho ra những sản phẩm phim hoạt hình rất là nhân văn. Thì mình chuẩn bị xem bộ phim Chú Khủng Long Tốt Bụng, là một bộ phim cũng được mọi người rất là đáng đón xem. Thì mình không biết nội dung phim hay như thế nào, thì bây giờ mình bắt đầu đi xem phim. Và các bạn nhớ lưu ý là hãy chờ xem tụi mình xem phim xong để xem kết quả phim như thế nào. Xem phim xong là mình cũng được rút ra những cái bài học, ví dụ như là bài học về lòng dũng cảm, bài học về tình thương của những tình yêu thương của thành viên trong gia đình với những cái loài đồng loài với nhau và khác loài với nhau, thì cũng sẽ có những cái tình cảm nhất định khi mà có một cái khoảng thời gian mà gắn bó với nhau. Đây cũng là một cái điểm mà khiến cho mình nên đến xem cái bộ phim này. Chú Khủng Long Tốt Bụng là một sự kết hợp giữa hãng Disney và Pixar. Như các bạn đã biết, hai hãng này có nhiều bộ phim rất là ấn khách, ví dụ như là Toy Story hay là Đi Tìm Nemo. Rồi khoảng năm nay á, năm 2015 thì có bộ phim Inside Out, một phim cháy vé. Thì đến với bộ phim Chú Khủng Long Tốt Bụng này á, các bạn sẽ thấy là hiệu ứng 3D rất là hay, rất là độc đáo.